Thì hôm trước mình đã học bài yêu thống rồi đúng không? Thì bữa nay tiếp tục rồi bài mình sẽ học bài tỏa quốc phong. Thì mục tiêu của bài này là gì? Thứ nhất là mình trình bày được nguyên nhân ha. Thứ nhất là trình bày được khái niệm chứ đoạn tỏa quốc phong là gì. Thứ hai là trình bày được nguyên nhân ha, cơ chế bệnh của bệnh tỏa quốc phong. Cái tiếp theo là trình bày được thể lâm sàng ha, điều trị, dự phòng, tiên lượng của bệnh này như thế nào. Rồi đúng không? Thì thực ra bài tỏa quốc phong này với cái bài yêu thống hôm trước mình học á, thì hai cái tương đối nó giống nhau ha. Và cái bài yêu thống với tỏa quốc phong á, cũng là cái mặt bệnh mà mình thường gặp nhất trên lâm sàng luôn, đúng không? Mình đi lâm sàng rồi đúng không? Thì mình cũng biết được là trên bệnh viện thường gặp những cái mặt bệnh nào khi học bên y học cổ điển của mình ha. Thì hai cái bài này là hai cái bệnh mình thường gặp nhất, cho nên các bạn học kỹ một xíu ha. Bây giờ muốn học kỹ cũng hết cái đường này, hết rồi đó. Rồi đèn không trên slide không hết, chuẩn bị gì nhiều hết, cửa đã có cái kia nhưng mà không có còn mạng được rồi, cho nên không làm ăn gì được chứ. Rồi cho nên nghe ha. Rồi đầu tiên mình sẽ nói về khái niệm tỏa quốc phong. Thì tỏa quốc phong là gì? Tỏa quốc phong là giờ mình giải nghĩa ba chữ đó ra. Như tỏa là gì vậy? Tỏa là ngồi. Tỏa là giống như là thực kinh tỏa ha. Cốt là gì? Cốt là xương. Cốt là về xưa đúng không? Phong là gì? Phong là một cái yếu tố ngoại tài. Phong là mình mượn một cái tính chất của phong để mình nói vô cái chỗ này. Đó là cái tính chất di chuyển của phong. Mình học nhớ không? Phong có tính di chuyển thì có nghĩa là tỏa của phong là gì? Thứ nhất là nó bệnh về xương, về khớp. Cái thứ hai là gì? Nó đau dọc theo cái đường đi của dây thần tỏa. Thứ ba là gì? Nó mang tính di chuyển thì nó gọi là tỏa của phong. Cho nên là gì? Tỏa của phong là đau từ đâu? Từ thắt lưng. Đường đi của dây thần kinh tỏa là nó bắt đầu từ cái vùng đâm nối thần kinh thắt lưng này, đâm nối cho đâm nối thắt lưng này, không? Thì nó sẽ đeo lan xuống một bên hoặc là hai bên chân, tùy nó bị chèn ép như thế nào ha. Rồi có thể đau tăng khi gì? Khi thời tiết lạnh nè, đau tăng khi ho nè, đau tăng khi hắt hơi nè. Tại sao thời tiết lạnh thì gặp lạnh đau tăng thì mình có thể hiểu được nè. Vậy tại sao nó đau tăng khi ho, đau tăng khi hắt hơi? Tại sao? Thì đúng rồi, thì để thần kinh nó bị chèn ép. Nghe tỏ cốt phong là nói về đây nè, tương đương với đau dây thần kinh tỏa ở y học hiện đại, thì có nghĩa là rễ thần kinh nó bị chèn ép. Vậy thì tại sao nó đau tăng khi ho, đau tăng khi hắt hơi? Mình giải thích theo cơ chế nào? Tại sao? Khi mà ho nè, khi mà hắt hơi thì nó kích thích, đúng không? Nó gây cái sự kích thích, mà kích thích đó có nghĩa là khi mà ho nó cũng trong cơ thể mình đó, nó cũng ảnh hưởng, và nó khi mà nó đụng chạm gì tới cái vùng thắt lưng á thì nó sẽ càng gây đau hơn. Giờ về coi theo bài học về nhẹ cơ chế gây cơ chế ho và hắt hơi thì sao nó lại làm đau ta. Rồi một câu hỏi gì nha, do tại vì không chịu tiếp nhận đường có mạng rồi nè. Khi rặn là đi tiêu nè, khi rặn khi đi tiêu cũng đau tăng luôn ha. Chủ yếu là mấy này là bị làm kích thích cái chỗ rễ thần kinh đó cho nên đau tăng không, được không? Rồi kèm theo cảm giác dị cảm là tê kiến bò. Vì sao? Vì nó chèn ép rễ thần kinh, mà rễ thần kinh nó chi phối cho nhiều cái. Thứ nhất là nó có thể làm tăng cảm giác đau nè. Thứ hai là thần kinh chi phối cho gì? Chi phối cho cảm giác cái vùng mà cái dây thần kinh nó đi qua. Cho nên khi mà cái dây thần kinh bị tổn thương thì nó cũng có thể xảy ra những cái triệu chứng như là dị cảm nè, là tê, là kiến bò ngay cái chỗ mà cái đường dây thần kinh nó đi qua, được không? Vậy hỏi khi mà bị tê thì có bao nhiêu nguyên nhân nó gây tê? Ngoài cái bị tổn thương dây thần kinh có bao nhiêu nguyên nhân gây tê? Ngoài tổn thương thần kinh thì còn cái gì nữa nó gây tê nè? Mạch máu ngoài bên. Hả? Hỏi gì không biết gì vậy? Tê do nguyên nhân gì? Rồi do mạch máu đúng không? Cũng gây tê. Còn gây tê do gì nữa? Tê do gì nữa? Tê chỉ cảm thần kinh, biến chứng thần kinh đái tháo đường. Rồi câu hỏi thứ hai á, có những nguyên nhân nào gây tê? Mốt đi nốt thì em sạc hỏi. Rồi nghe không giải đáp. Rồi tiếp tục. Tỏa quốc phong theo học của chuyện thì nó còn cái tên khác nữa ha.
nó thuộc phạm vi của yêu bước thống là tọa điểm công là chứng tí, có nghĩa là gì? Đau vùng lưng ha. Rồi nói chung là những cái triệu chứng gì mà gây đau của cơ xương khớp thì tọa bước phong nó cũng thuộc phạm vi của những cái đó. Cho nên khi mà phân biệt tọa bước phong với yêu thống thì nó khác nhau chỗ nào mấy bạn? Làm mà không làm ha. Yêu thống là gì? Đau cố định tại một chỗ đó ha. Nguyên nhân gây ra yêu thống có thể do gì? Còn nhớ không? Phong. À không có phong. Nguyên nhân yêu thống có thể do gì? Hàm thấp, thấp nhiệt, kết ứ, tính thương. Căn tận khí đúng. Rồi, không nhớ gì chưa? Nhớ chứ. Thôi, qua. Không nhớ thì không nói. Tại dạy rồi. Rồi ha, mà cho nên phân biệt cái yêu thống và tọa của phong nó thì một cái là nó đau vùng lưng. Còn cái tọa của phong nó cũng đau vùng lưng luôn, nhưng mà nó phải có là đau lan. Đau lan theo cái rễ thần kinh nào thì tùy cái dây thần kinh nào nó bị tổn thương. Ví dụ như thường hai cái rễ thần kinh mà mình thường gặp nhất trên lâm sàng đó là rễ L5 và rễ S1. Thì hai cái đó nó cũng chi phối cho cái hướng đau lan của cái bệnh tùy nha, tùy bệnh nhân. Không? Ví dụ như đau theo rễ L5 là nó sẽ đau gì? Nó đau trùng thắt lưng, xuống mông đùi đúng không? Và đau theo chết ra phía ngoài là mặt ngoài của đùi hay mặt ngoài của cẳng chân, và nó đau lan xuống dưới ngón chân luôn, được không? Thì cái đó là L5. Còn rễ F1 thì sao? Nó đau lan mặt sau đùi, mặt sau cẳng chân, được không? Một cái thì L5 ví dụ như là mình có khi mà mình khám á, thì mình khám gì? Có cái là đứng gót và đứng mũi thì mình nghĩ coi cái nào đứng gót nó đau, cái nào đứng mũi nó đau. Đứng gót được và nào đứng mũi được. Ví dụ như đau theo rễ L5 không đứng bằng gót à. Không đứng bằng gót là đứng bằng gót được không? Không còn không đứng bằng gót. Rồi trong giáo trình mình cũng có hết á. Rồi vậy là xong phần đó nữa rồi đó. Ra về trên slide thấy chưa đó, cho nên chị nhớ gì dạy cái đó thôi à. Rồi tiếp tục, khi mà mình nói về cái nguyên nhân ha, về nói về cái nguyên nhân gây bệnh tọa bút phong theo y học hiện đại, mình sẽ học hai cái theo y học hiện đại về học buổi Việt. Thì theo y học hiện đại có bao nhiêu nguyên nhân gây ra chèn ép rễ thần kinh? Rất nhiều nguyên nhân. Thứ nhất có thể là do gì? Do thói quen cuộc sống đúng không? Do thói quen cuộc sống, cái vùng cuộc sống thắt lưng nó làm gì? Nó có những cái gai thói hóa hay nó đưa ra, nó chèn ép, nó chạm vào cái dây thần kinh, cho nên nó cũng gây đau theo rễ thần kinh. Cái thứ hai, nguyên nhân thường gặp là gì? Là thoát vị địa đệm, đúng không? Thoát vị địa đệm thì cái địa đệm ra từ cái cuộc sống thắt lưng nó không có đúng cái vị trí của nó chèn ra bên ngoài và nó chạm vào dây thần kinh, nó chèn ép cái rễ thần kinh, cho nên nó cũng gây đau. Tùy nha, chèn ép một bên hay là hai bên, tùy cái tình trạng của bệnh nhân như thế nào, nó cũng gây đau, được không? Và cái thứ ba là do gì? Thoát cuộc sống, thoát vị địa đệm là do gì nhỉ? U chấn thương. Do u đúng không? Do u, do lao cái vùng đó nó chèn ép ra cái rễ thần kinh, cũng gây đau. Và do gì nữa? Bệnh lý lân cận vùng bụng. Do gì nữa? Hả? Mình suy nghĩ coi cái gì mà nó gây chèn ép. Nên chấn thương cái vùng cuộc sống thắt lưng, chấn thương vào cái rễ thần kinh đó thì nó có gây đau không? Có gây đau luôn. Hoặc là gì nữa? Do chấn thương mà do gì? Do trượt đốt sống, có gây đau không? Cũng có thể gây chèn ép không? Có thể đó là tất cả những cái nguyên nhân gì đó ha, nó làm cho cái rễ thần kinh bị chèn ép, thì đó là cái nguyên nhân gây ra bệnh đau thần kinh tọa, được không? Vậy thì nguyên nhân theo y học cổ truyền của mình nó sẽ có bao nhiêu nguyên nhân theo những cái mình vừa kể? Nó cũng gần giống như cái bài yêu thống đó. Yêu thống nó có bao nhiêu nhóm nguyên nhân? Cũng ba nhóm nguyên nhân. Do gì? Do ngoại nhân. Do gì? Do nội nhân. Và do bất ngờ ngoại nhân, đúng không? Rồi, do ngoại nhân, do bất ngờ ngoại nhân, do nội nhân. Rồi, vậy thì từ ba cái này rồi mình đứng nhìn sách, tự suy nghĩ nè. Do ngoại nhân thì yếu tố nào có thể gây ra đau của thắt lưng và đau lan? Ngoại nhân là gì? Là ngoại là lục dâm và lệ khí, đúng không? Lệ khí là gì nhớ không? Các cái diệt độc. Lệ khí là gì? Nhiệt độc của các cái con vi trùng. Lệ khí như được khí độc cái gì đó. Có nghĩa là gì? Những cái gì có yếu tố truyền nhiễm thì đó gọi là lệ khí, được không? Rồi, vậy thì ngoại nhân. Trong lục dâm mình sẽ có những cái loại ngoại tà nào có thể gây bệnh? Hoàng
con hàm nhất con chắc chắn có rồi nữa họ quốc phòng chắc chắn là con của hàng đầu rồi đúng không? Còn gì nữa? Thấp nhiệt. Nè, gì nữa? Thấp nhiệt. Thấp và là gì có thể gây nữa? Nhiệt. Nhiệt tại sao? Nè, tại sao? Vậy nói ra phải giải thích được. Vậy thì đau từng cái loại đó nó sẽ có cái tính chất đau như thế nào? Do bất do ngoại nhân. Có nội nhân thì là gì? Không do nội nhân, không do ngoại nhân là yếu tố gì vậy? Yếu tố sang chấn, chấn thương, được không? Thì cái đó là cái thường gặp nhất. Và nội nhân là do gì? Lao lực. Do gì? Nội nhân là nguyên nhân bên trong. Nguyên nhân bên trong của mình thì có thể là do những cái tạng phủ bị nuôi suy, do khí huyết nó bị nuôi suy, đúng không? Thì đây dù khí huyết nó bị nuôi suy, nó không nuôi dưỡng được tạng phủ, thì thường cái tạng và cái phủ nào thường nó gây đau và thắt lưng. Thứ nhất là tạng thận, tại sao? Thứ nhất thận nó chịu khó chịu. Thứ hai vùng lưng là cái phủ phổ của thận, đúng không? Thì đó là những cái mình để giải thích tại sao thận là tạng mà nó gây đau và thắt lưng nhiều. Còn ngoài ra nó còn gì nữa? Là can, đúng không? Tại vì sao? Can thận đồng nguyên. Khi mà một thằng nó bị bệnh thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái tạng kia, cho nên nó cũng gây bệnh. Hai cái nó đồng nguyên cho nên gây bệnh đúng nhau ha. Rồi. Rồi, ngoại nhân mình có không, hàn, thấp và nhiệt, nó gây bệnh. Rồi, bất nội ngoại nhân thì nó có thể là do chấn thương hoặc do quá lao làm sao? Là lao động quá nhiều, lao động nhiều mà nó gây tổn thương, gọi là không phải là một cái chấn thương trực tiếp vào cái chỗ vị trí đau mà nó gây đau liền. Thường nếu mà chấn thương trực tiếp vào cái chỗ đau nó gây đang bình thường là tự nhiên cái đau thì tự tỏ liền, thì đó là thường là yếu tố chấn thương là chủ yếu ha. Và sao nữa, nó làm tổn thương đến vùng cột sống thắt lưng mà thường là thoát vị địa đệm. Tại vì cái gì mà nó đột ngột á, đúng không? Thì nó đột ngột nó làm cho cái cột nó đập vào cái cột sống thắt lưng của mình đi, nó làm cho cột sống thắt lưng sao nó bị lẹt, nghe, nó bị chấn thương chỗ đó và làm cho cái địa đệm nó có thể bao sơ chỗ đó, nó rách ra, nó làm lõi địa đệm ra, nó chèn ép vào thì nó gây đau. Rồi nội nhân là gì? Nên chính khí suy do rối loạn chức năng của tạng phủ. Địa đệm có hai tạng là tạng can và tạng thận, được không? Rồi và chủ yếu á, khi mà nãy mình nói theo y học hiện đại á, mình nói theo học hiện đại là gì? Là đau thường là đau theo rễ L5 và rễ F1. Thì tương đương bên y học cổ truyền á, thì những cái này là nó sẽ ảnh hưởng, nó tổn thương và nó đều tổn thương cái thằng nào? Nó tổn thương cái đường kinh nào? Mình phải nhớ lại cái đường kinh nó đi, cái hướng đi của cái đường kinh nó như thế nào? Cái mặt sau của đường kinh, mặt sau của cái cơ thể mình là của đường kinh nào đi qua? Đường kinh bàng quang, đúng không? Rồi cái mặt ngoài của cơ thể, mặt ngoài của đùi là đường kinh nào? Đường kinh đỡm. Cho nên những cái thằng này nè, thường nha, không biết do nguyên nhân gì, bất kỳ nguyên nhân nào nó cũng gây tổn thương. Ví dụ như phong hàn thấp nhiệt thì nó gây tổn thương, nó xâm nhập, nó tổn thương cái đường kinh bàng quang và đường kinh đỡm, nó gây bệnh này nha. Quá lao chấn thương nó làm cho ảnh hưởng đến đường kinh đỡm, đường kinh bàng quang, nó cũng gây bệnh. Do đó là những chức năng này, những cái thằng này nó bị rối loạn như thế nào, nó làm tổn thương đến đường kinh đỡm và đường kinh bàng quang. Cho nên gom lại hai cái đường kinh đó là hai cái đường kinh chủ yếu, nếu mà nó bị tổn thương thì sẽ gây bệnh này, được không? Nó quy về mạch kinh đó đó. Rồi vậy thì từ những cái nguyên nhân này nó sẽ ra cái gì? Hôm trước có nói từ nguyên nhân mình sẽ suy ra được gì? Tính chất bệnh. Từ nguyên nhân sẽ ra được gì? Tính chất bệnh. Nó được thể lâm sàng. Từ cái tên thể lâm sàng sẽ suy ra được gì? Phương pháp điều trị. Từ phương pháp điều trị sẽ suy ra được điều trị cụ thể là như thế nào, được không? Vậy thì giờ từ nguyên nhân, ha, nó sẽ ra được cái thể lâm sàng. Vậy thì ngoại nhân có bốn thằng đó đó, phong, hàn, thấp và nhiệt. Thì vậy thì có bao nhiêu thể lâm sàng có thể gặp? Hai thằng. Ha. Bây giờ mắc nó lại phong hàn thấp thường nó sẽ có yếu tố gì đây? Thứ nhất là phong nó phải luôn luôn có, tại vì sao? Tại vì đau tính chất di chuyển mà phong đứng đầu trong bệnh nữa, cho nên không thể nào mà mấy khi bệnh mà phong kéo theo, đúng không? Và thằng gì nữa? Thằng thấp là luôn phải có, tại vì sao? Tại vì nó đau vùng thấp, nó làm trì trệ, nó đau những cái vùng phía bên dưới của mình đó.
nào vùng thắt lưng trở xuống, nào vùng thắt lưng, nào vùng khớp gối, nào vân, những cái đó đều có yếu tố thấp trong đó. Cho nên cái phòng và thấp là hai yếu tố mà luôn luôn có để nó gây bệnh, đúng không? Ngoài ra nó sẽ kèm theo có thể là phong càng thấp hoặc là phong thấp nhiều gì đó, tùy ha, tùy cái lúc đó bệnh nhân nó bị cái ngoại tà nào nó xâm phạm vào trong đường nạc nó gây bệnh. Không? Thì mình sẽ có hai cái thể lâm sàng, thứ nhất là phong hàng thấp, thứ hai là phong thấp và nhiệt. Vậy thì làm sao suy ra được triệu chứng, làm sao mình nhớ được cái triệu chứng của cái thể lâm sàng này? Thì mình dựa vào tính chất của cái loại ngoại tà này như thế nào, tính chất của loại ngoại tà này như thế nào thì nó sẽ gây bệnh như thế đó, được không? Ví dụ như là phong hàng thấp thì thứ nhất là đau lan, là tất nhiên là bốn cái thằng này nè, những cái thằng này nè, là nó luôn luôn cái đầu tiên nó phải đau vùng thắt lưng và nó phải đau lan. Đau lan theo cái hướng nào là mình biết, nhưng mà phải có đau lan, được không? Rồi nếu mà phong hàng thấp thì thứ nhất là cái đau lan, và thứ hai là phải có gì nữa? Thấp là sao? Nó đau nặng nề ở vùng phía dưới. Hàng thì nó sao? Nó đau kiểu bó buộc, đau dữ dội, đau bó buộc nè, gặp lạnh, đau tăng nè, đau khi về đêm nè, đó là tất cả những cái tính chất của hàng, đúng không? Đau gì đó nó gây ngưng trệ, nó gây co thắt. Rồi mình có thể mình sờ, mình cảm thấy là chỗ cái vùng đau đó nó bị lạnh hơn cái vùng xung quanh, hoặc là tay chân lạnh nè, kèm theo những cái triệu chứng kèm theo của hàng, được không? Rồi ví dụ phong thấp nhiệt, nó thấp nhiệt thì phải sao? Thấp nhiệt thì phải sao? Có thể nóng, có thể đỏ vùng bị đau, nên mình rờ cái chỗ bị đau, rờ vùng thắt lưng là có thể cảm thấy chỗ đó nó nóng hơn cái vùng xung quanh. Nó đỏ, nó nóng, nó có một cái tính viêm gì đó, cho nên nó là thấp nhiệt, được không? Thế nên là thực chứng đó. Rồi ngoài ra thì có một số triệu chứng khác, ví dụ như là triệu chứng của nhiệt thì gì, gặp nóng đau tăng, gặp lạnh giảm đau gì đó, thì những cái triệu chứng đó mình tự biết được rồi, đúng không? Mình nói một số cái đặc trưng thôi. Rồi cái thứ hai, bất ngờ ngoại nhân, có thể là do qua làm, do chấn thương, mà thường chấn thương thì nó sẽ gây ra tình trạng gì anh chị? Chấn thương nó gây ra gì? Gây ra huyết ứ, được không? Chấn thương thì gây ra ứ huyết, huyết ứ. Thì cái kiểu đau của ứ huyết là như thế nào? Đau cố định, đau châm chích, đau dữ dội tại cái vùng đó. Hoặc là buổi tối gặp trời, vào buổi tối thì nó đau tăng, được không? Thì đó là những cái tính chất rồi kèm theo những cái mình có thể phát hiện được, ví dụ như là về mặt nè, về lưỡi nè, lưỡi như thế nào? Ứ huyết thì chắc chắn là lưỡi nè, thường sẽ tím nè, tím đậm, tím nhạt, chỉ đến tùy cái mức độ của bệnh như thế nào. Thường có gì nữa? Có xuất huyết, chấm xuất huyết, lưỡi nè, lưỡi tím là chấm xuất huyết nè, rêu thì rêu trắng hay là rêu vàng tùy ha, không có xác định rõ được. Rồi còn gì nữa, tĩnh mạch dưới lưỡi căn phòng, đó là những cái biểu hiện của ứ huyết, nhưng mà chủ yếu là mình bị đau cự án, đó là cái đặc trưng của đau ứ huyết, phải không? Do quá lâu là bị chấn thương. Rồi ví dụ nội nhân thì nó do chính kiến thư sinh, và là do đó là chức năng của thần can dương thận, phải không? Vậy thì về chính kiến thư sinh thì nó như thế nào? Chính khí xì nó làm rối loạn chức năng của thần kinh can dương thận á, thì thường là đau sao? Nó là hư chứng rồi, cho nên nó thường nó đau âm ỉ, đau thiệt án, là đau âm ỉ, là đau dai dẳng kéo dài kèm theo những cái triệu chứng gì đó của thần can bị hư, thần thận bị hư, chức năng của thần can dương thận nó bị rối loạn, được không? Thì đó mình sẽ học thêm rồi. Thì đó, thì nãy mình nói thế là nó sẽ có bốn cái thể lâm sàng như vậy trong cái bài đa thần kinh tọa tạo quốc phòng này. Thì tương ứng với bốn cái thể lâm sàng này thì mình sẽ ra được cái pháp trị, mình dựa vào cái nguyên nhân gây bệnh của nó. Nguyên nhân gây bệnh nó tại đâu thì mình sẽ sử dụng cái pháp trị đó để mình loại trừ cái nguyên nhân đó. Dù phong hàng thấp thì pháp trị của nó là gì? Đừng nhìn nhấp nhìn làm gì chứ. Phải phong thì phải u phong, tán hàng, trừ thấp, không kinh lạc thì nó sẽ chỉ tiến ống, không? Nó sẽ chỉ ống, nó sẽ giảm đau. Tu phong tán hàng trừ thấp, còn phong thấp nhiệt thì là gì? Tu phong thanh nhiệt trừ thấp, được không? Thì đó là pháp trị của thằng này. Và cụ thể như thế nào thì mình sẽ có những cái bài thuốc, nó có tác dụng đó, mình sử dụng những cái vị thuốc nó có tác dụng đó. Rồi
ứ huyết trở trệ kinh lạc, hồi nãy mình nói ứ huyết trở trệ rồi có gì hoạt huyết, còn muốn hoạt huyết thì phải làm gì? Hành khí. Thì thường là phải bổ khí, hành khí rồi bổ huyết lên thì nó mới hoạt huyết được, được không? Thì đó là cấp trị của mình. Rồi can thận quy hư thì làm gì? Bổ thận can, bổ thận thận lên, được không? Và thường đó khi mà can thận quy hư đó, thường ví dụ nó không có bình thường, nó không có bình nên, nó mà gây bệnh, thường nó sẽ có gì, có một cái yếu tố gì đó nó làm cho đắm vô thần can với thận này, nó sẽ làm gây đau cho nền thận, không là nền thường, còn hàng thấp này cũng thường có dính tới bên đó, cho nên nó gây đau. Rồi vậy thì mình sẽ có cái thể lâm sàng như vậy đó, đi chen đúng không, đâu có gì đâu, cũng dễ. Đó là cách để mình học bài thôi. Rồi cái này thì sẽ ra những cái bài thuốc, những cái bài thuốc nào có tác dụng khu phong tán hàn trừ thấp hành khí hoạt huyết, thì chủ yếu là cái này tập trung về khu phong tán hàn trừ thấp không, thì mình sử dụng những cái vị thuốc gì đó khu phong tán hàn nha. Còn bên kia đó có trừ phong thấp bổ can thận đó, tại vì mình nên thận á, thằng thận như can nó hư á thì kim khơi nó sẽ cũng không gây bệnh đâu, nhưng mà nó phải có một cái yếu tố gì đó nó đánh vào, có nghĩa là đang lúc sơ mở rồi, có nghĩa là nó bị hư rồi, nhưng mà nó khi cần cảm thì một chút xíu gì nữa thôi là nó sẽ gây bệnh rồi, cho nên thường nó sẽ có cái yếu tố phong thấp trong đó nha. Phong thấp nó gây lại do thằng can thận và nó làm cho cái bệnh mình khởi phát lên. Rồi thì mình sẽ có những cái bài thuốc chương trình nha. Đây can khương thương trục nè, can khương thương trục có tác hàn gì nữa đúng không? Rồi ý gì nhân thang, những cái bài này mình sẽ tham khảo ha, mình sẽ điều trị cho bệnh nhân, nhưng mà còn dai dẳng như thế nào đó thì tùy cái tình trạng bệnh như thế nào. Ví dụ như bệnh nhân này có đau nhiều nè, bệnh nhân này có yếu tố hàn nhiều nè, bệnh nhân này có yếu tố nhiệt nhiều nè, cái tính chất viêm nhiễm của bệnh nhân này nhiều thì mình sẽ gia giảm thêm những cái vị thuốc nha. Hôm bữa có nói rồi, ít nhất mình cũng phải nắm trong tay là 20 cái vị thuốc gì đó là mình quen thuộc, 20 cái vị thuốc gì đó mình thường dùng để chi. Thật ra là trong tất cả các bệnh luôn chứ không phải là một bệnh này đâu, những cái vị thuốc đó sẽ cũng có tác dụng và nó mình nhớ chung để khi mình đi lâm sàng và khi mình điều trị bệnh nhân á, nắm trong mình 20 cái vị thuốc để mình gia giảm, mình biết cách gia giảm khi mà tùy cái tình trạng bệnh nhân như thế nào. Và cái đó đậm đông trong giáo trình các bạn có hết, đâu chạy đâu khỏi đâu. Nhưng mình tóm lại cái vị thuốc nào còn thấy lạ quá hoặc là không nhớ hết thì giờ kiếm những cái vị gì đó quen trước để mình học. Bài rồi cái đó là điều trị nội khoa. Còn nhưng mà trong cái trường hợp mà đau thần kinh tọa, đôi khi người ta cũng phải là chỉ định điều trị ngoại khoa. Vậy thì điều trị ngoại khoa trong những cái trường hợp nào thì mình cũng có liệt kê một số cái mình phải nhớ ha, để chứ không phải là cứ mình giữ một cái bệnh đầu của con mình đó là bệnh này bệnh ruột của tôi nè, bệnh tủ của tôi nè, cho nên cứ giữ điều trị hoài, nhưng mà điều trị người ta điều trị hoài mà nó không hết ha, thì nó sẽ rơi vào những cái tình trạng sau đây mà mình phải chuyển sang điều trị ngoại khoa. Điều trị ngoại khoa là gì? Có thể là giải áp cho vùng lưng, có thể là tay để đệm vân vân như thế nào đó, thì đó mình không phải là chuyên môn mình, nhưng mà biết một số cái cơ bản như thôi, đúng không? Nhất là đau cấp rõ có dấu hiệu chèn ép, có nghĩa là đau dữ dội luôn á, trong cái tình trạng mà đau cấp tính luôn á, đau mà đau dữ dội mà không cử động được, người ta không có xây chở gì được hết á, và cần phải can thiệp liền cho cái vùng đó, chứ người ta cũng không có kiên nhẫn hoặc là người ta cũng không có sức chịu đựng để người ta tuân theo cái liệu trình điều trị dài dẳng của mình được nha. Cho nên thường ví dụ như chấn thương một cuộc sống nè, mà chấn thương rất là nặng luôn á, nó làm chèn ép đến kinh tọa nè, đau người ta không có đi được luôn, nếu mà không có giải quyết cái tình trạng này nhanh thì sao, nó sẽ có thể gây ra yếu liệt chi dưới luôn chẳng hạn, thì cái đó mình phải phân can thiệp ngoại khoa. Thì làm sao là biết cái này thì phải dựa vào thứ nhất là triệu chứng lâm sàng, thứ hai là gì, cận lâm sàng thì lấy mình có hình ảnh học, thì thường là hình ảnh học mình sẽ xài gì, sẽ sử dụng cận lâm sàng gì vậy, MRI hả? MRI đúng không? MRI thì mới thấy rõ thần kinh, còn X-ray nó chỉ thấy khảo sát trên xương thôi nha, nó không có biết là chèn ép bao nhiêu, nó cũng không biết là chèn ép lên thần kinh nào hết, đúng không? Rồi cái thứ hai là teo liệt và teo cơ một bên chân, có nghĩa là sao? Có nghĩa là khi một bệnh nhân mình điều trị, mặc dù là người ta đau không có nhiều, người ta đau không có dữ dội, đau không có nhiều, người ta cứ đau hoài, đau dây dẳng gì đó, nhưng mà mình theo dõi theo thời gian mình thấy là ở dưới hai chân người ta bị yếu dần, hơi bị yếu chút xíu thôi, hoặc là khi mà có teo cơ
thì cái này là phải kiểm tra liền, phải chuyển ngoại khoa liền, chứ không phải là giữ điều trị hoài. Cho nên khi mà có dấu hiệu của teo cơ cái có nghĩa là sao, dèm kinh nó chi phối hoặc cái dinh dưỡng theo cái bụng ở dưới đó nó không có tốt rồi, thì mình phải chuyển ngay thì ngoại khoa. Rồi thứ ba nữa là điều trị ngoài nội khoa 3 tháng khi tiến triển không ổn định, có nghĩa là mình giữ bệnh nhân đó mình điều trị, nhưng mà hồi ta đau, hồi ta hết đau, cứ đau tới đau lui, đau tới đau lui hoài, nhưng mà nó không phải là cái gì đó nó hết khỏi hẳn, mà điều trị trong vòng 3 tháng luôn, nhưng mà nó không có tiến triển gì cả, nó không có giảm đau gì hết, và nó có giảm đau nhưng mà sau đó nó lại đau lại, giảm đau sau đó lại đau lại, thì cái đó gọi là không ổn định, thì mình cũng điều trị ngoài khoa. Và thấy phức tạp là sao? Phức tạp là có thể nó kèm thêm nhiều cái, ví dụ như là vừa tổn thương của cuộc sống thắt lưng nè, vừa tổn thương thần kinh sọ nè, thì vừa tổn thương những cái mô gì đó xung quanh chỗ đó, thì giờ mình phải giải quyết, đó là cách mà mình điều trị ngoài khoa. Ngoài ra còn một số cái nữa, ví dụ như là bệnh nhân tê nhiều này, dị cảm nhiều nè, đó là những cái triệu chứng của cái thực vật này kia cũng bị. Rồi thì dự phòng, dự phòng thì giờ nguyên nhân do cái gì thì mình cũng dự phòng từ cái chỗ đó. Cái gì như ngoại nhân thì sao, không có làm việc những cái nơi ẩm thấp, không làm việc những cái nơi mà vùng lạnh, được không? Rồi hoặc là khi mà nguyên nhân do bất đồng ngoại nhân là gì, nhiều tố chấn thương thì làm sao, ví dụ như là khi mà mình làm việc thì phải đúng tư thế, không tránh mặt bị sai tư thế nè, điều mình đau là kinh tọa, là nhất là của nhân viên văn phòng cũng có thể gặp ra là kinh tọa nè, thứ hai là của những người làm nông, thứ ba là của những người mà khung bát nặng rồi đó, hay khung bát này kia đó, nhưng mà sai tư thế, thì đây là những cái bệnh gọi là bệnh nghề nghiệp mà thường nó gây đau những cái chỗ này, cho nên phải cẩn thận và phải tránh mặt bị sai tư thế. Cái này thì tự bản thân dự phòng và để ý thôi, chứ giờ ai dự phòng giùm mình giờ, đúng không? Mà đôi khi tính chất công việc của ai gì ta cũng không làm khác được, thì giờ mình chịu thôi, cái gì sai vậy. Nhưng mà khi mà mình điều trị á, một cái quan trọng á, điều trị rồi thì phải có dự phòng. Còn nếu mà điều trị hết rồi, người ta cứ lặp lại, người ta cứ phải rơi vào cái vùng dịch tễ của bệnh nữa, thì cũng phải bệnh lại cái điều trị tiếp thôi. Cho nên điều trị là một cái, nhưng mà dự phòng cũng là một điều rất là quan trọng mà thường mình hay bỏ qua đó, đúng không? Nhà tập thể dục thường xuyên để rèn luyện cơ lưng, làm cho các cái vùng cơ của mình nó săn chắc, để cho nó bảo vệ những cái phần mô mềm phía bên trong. Rồi điều trị kịp thời cái bệnh thoái hóa cột sống, mình cũng nói rồi, nguyên thoái hóa cột sống cũng là một trong những nguyên nhân hàng đầu mà nó gây ra cái bệnh, một trong những nguyên nhân hàng đầu mà gây ra bệnh này, cho nên cũng điều trị dự phòng tình trạng thoái hóa cột sống đối với những người lớn tuổi. Có thể bổ sung thêm thực phẩm chức năng hay là ăn uống tập thể dục như thế nào đó nha, cái này mình hướng dẫn chúng ta. Rồi thất bại bài này đơn giản thôi chứ cũng không có gì, hai bài